Hello cả nhà, bây giờ là nấu lẩu ếch ăn nha cả nhà nha. Bỏ ngoài đó đó, ở tao nói ngay cái này là bán nước ếch không mà, giục ngoài đó đi. Chút xíu thì lặt cho. Đó rồi, chút xíu lặt ấy thì giờ vuốt cái vú ra. Không vậy em vuốt cái thau ra đi, lát Chú chiều pha anh ra đây, tao thau tao giặt cho. đây Đó là lẩu cái ớt thau bự đi. này cả nhà, lẩu ớt ớt đã đồng ớt đồng hết chưa? Đồng này đặt nè, đặt mới phát đồng nha mọi người. Tại vì ếch đồng nè, mọi người thấy là ếch đồng nó dài vậy nè, còn ếch ếch nuôi là nó cái mỏ nó ngắn, cái mỏ nó nhọn. Ở đồng là cái mỏ nó dài, nó còn có ếch nuôi là cái nó mỏ nó nhọn đót à, mà cục mỏng à, còn cái bụng nó bự. Còn ếch ếch đồng là không có nha mọi người. Ở đồng Có không cái trứng ở đây rồi hả chị? được chứ trời ơi, ngon nhất là cái đó đó. Hồi đó chị đâu biết ăn cái đó đâu, hồi xưa là đâu biết ăn cái này đâu, thấy mấy người mà ở sớm người ta ăn vậy nên mình mới nói ủa sao kỳ vậy ta, có đó ăn được hả, kỳ vậy ta, nghĩ trong qua bụng chắc trong đó mình dục hết Em đọc rồi mà anh. nhưng thật sự là không phải vậy. Rất là ngon nha mọi người. Ồ, tới tới mùa mưa này mới được ăn nè, chứ mà ngày thường làm gì có ít ăn. Ngày thường là ít nuôi ở đầy chợ, bán đầy chợ, nhưng mà ít nuôi á, ăn dở lắm. Mới bỏ vô á, xào qua xào lại nó rã mẹ nó trơn rồi. Con này nó dai hơn thịt gà, 8 tháng nuôi 8 tháng mới được như ít này nha mọi người. Có mở ếch mà như nào chưa chia sẻ mọi người em biết. Thì cái này là chị không có mần, chị nói chung là chị sợ lắm, sợ mần con gì sống lắm chứ không. Dưới chợ thì nãy vô đi lấy là ta cắt cắt cái mỏ, cái mỏ thì cắt hai mấy cái chân nè, mấy cái ngoe chân nè, móng chân rồi đó, là mỏ bụng ra, bụng mình ăn lòng thì mình giữ lại lòng vậy đó. Về mình chà muối chà chanh rồi ha, cảm giác rồi. Rồi muối trà chanh rồi chanh chanh rồi nè, tắm trắng rồi lên. Tắm trắng tắm đồ lên cho nó tươi đồ lên đó. Rồi nặng chanh nè, nói chung là cũng dùng nó sôi rồi mọi người, nhưng mà mình kỹ nữa thì mình ăn chanh, ăn chanh thì nó chất lượng. Chứ cái này là đã qua là nước sôi rồi. Này nó lẩu này nó có ra nhúc hoa chưa? Nhốt đậu bắp rồi lúc trước mình ăn đi, ăn ăn lẩu nó nhớ không, 550.000 một cái lẩu ếch đồng nha mọi người, mà cái chỗ đó là bán chuyên môn về ếch đồng, 550.000 một một 500 600, tao quên rồi, như 600 hay gì vô 500 mấy 600 gì 600 600 cái này lòng nha mọi người, lòng đầu mà bán được như đây á thật sự là giỏi đó. Tại vì mình ở đây khác cưng ơi, chứ mà ở trên dài dài một quá Vĩnh Hưng trên đảo á, rồi nó cười tới 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 mà mùa mùa mưa gì ha, là một đêm người ta 10 kg 20 kg đó. Một đêm là người ta kiếm vài triệu là chuyện bình thường. Quá tao còn ếch nó mập luôn. Hơi xấu. Chồng đi con trai. Đi con. Vô chữ rồi đi con à. Đây chú má làm. Má rửa sạch sẽ rồi má chặt đàng hoàng rồi má làm. Nha. Hay là gì nhá không?
Đó. Cái đổ tre cho má cái bảo. Đây là rau nhút, lật cái này ra một chút mình phải lựa cái nào non mình ăn. Còn cái nhút đẹp chứ không, ván nguyên bỏ bự gì này 25.000, còn lật sẵn á 50.000. Nguyên bỏ bự đó mà chợ sáng đi được, chợ sáng mua rẻ rồi, hôm nay chúng ta chút này non rồi. Mình ở đây ăn rau nhút nhiều khi mắc rồi xong rồi mắc ta hỏi rồi. Ừ, ngoài bác người ta ăn đông lúc khoảng người ta ăn cộng, một cộng là 5.000. Không có như mình đây đâu. Ở ví dụ mà một bó 25.000 với lại 50.000 ký thì cái nào lợi hơn ta? Ký nó bán sổ nó lạc vàng á, nghe vậy. Vậy là cái này lợi hơn hả? Mua này nó ngon hơn. Cái đâu ta? Cái này con luôn, chặt này. Chặt chứ. Chắc không cái mình mới xào. Xào cái mình mới nè. Nó lâu đỏ mình mới nêm. Chặt đôi ha, từ. Này có ướp gì không vậy? Hay là bỏ lên xào luôn. Bỏ lên xào à. Ướp. Ăn miếng bự bự gì đó mới ngon. Không lạc đó nữa, công trên thôi. Đâu có lạc đâu chưa. Bạn dưới cũng dạ. Lột cái phao rồi lát hồi coi chị Hương có lạc sao chỉ mới lạc được. Không lạc không đúng ý, mới xủ. Một con là 200 gram đó nè, có chỉ là 200 gram nè. Nè, con gái tiếng Anh nha. Cái tiếng Anh đi hát rồi mọi người ơi. Em gọi bà hai. Ừ. Chào bà. Cứ đi hát mai mới về. Mai nó mới về. Quá luôn. Nhiều lắm. Bóc bỏ ra ngoài đó cho nó ta đi đái đi con. Là gì anh Tôn? Cái vàng là anh bỏ vô trong lẩu luôn hả chị? Ừ, rửa xong rồi mình giò cho ngon lắm. Là đang bầm tỏi.
tỏi với củ hành để cháy nha cả nhà. Lẩu anh ơi, ở đây lẩu nha. Lẩu ếch đó. Mình phải cháy tỏi với củ hành đừng cho không tanh nha cả nhà. Trong tin nhắn của Tám á, trong cái Messenger kia. Messenger chung Ngọc Anh á anh ơi, lại đó có anh á. Messenger của Tám á, vô coi cái hộp tin nhắn của em nha. Vô là mình phi nha không? Phi hành tỏi nha. Phi hành tỏi nha. Cái anh chưa có chùi đâu, nó con tết mà bà bỏ nó giải đó, chưa có chùi đó, anh chùi nha con. Cho hành tỏi vào. Hành tỏi vào cho nó thơm, nó vàng, tại vì nhớ em nó ăn tỏi không được, mình phải làm cho nó vàng lên nó mới ăn được. Món này nó có tỏi nó mới thơm cho mọi người, nó mới bán mùi. Thơm rồi đó. Thơm rồi, thơm bát ngát rồi. Rồi cho nước mắm vào. Cho tí bột ngọt nha mọi người. Nêm cà no vào. Đây người đẹp máy quyền đang cà rau nha cả nhà. Chào cả nhà, lá lô ớt nha. Lá lô ớt thì dịch kiều quá. Mai lô ớt là lẩu gì chị? Hả? Lô ớt là lẩu gì? Lô ớt là lẩu. Mai lô quyền á. Mai lô quyền. Lô ớt là lẩu ớt chứ lẩu gì là gì? Ai rau bữa nay non nè. Không. Thấy mấy trên nó non hơn được bữa. Khi chị mua cà non tới gốc là cái thằng mà bán sáng ngày. Ờ, bán xe rau, ha. Rau non. Ăn bụp nó non dữ lắm. Bán là rẻ nữa. Ai này con má rẻ nữa. Như một lọ hai vậy. Biết vô mua. Hai lọ. Hai lọ bự quá chị.
lắm gà mấy cục trời mắt mắt ghê chứ. Ôi, ông nội mời người thôi mà mấy đi mua đồ gì nữa. Rửa từng trái nè, trong bỏ túi lạnh nó lâu. À, khu vườn ở sao em trống trại đó. Ít bữa nữa là có mô hình mới nha cả nhà. Chua hôm nó to. Ăn bỏ vô từ từ chị. Dạ. Chứ phải là bỏ vô là có mình nấu mình nêm vừa ăn rồi chừng nào muốn ăn nữa thì bỏ vô ăn à. Cần bỏ đi, dưới đây nóng quá mà đây là cậu đó mà ít nước rồi ha, nhiều nhiều tí đi chị, dễ ăn dễ xử lý nhà mình. Đúng rồi chị. Không biết luôn. Thơm quá vậy. Thơm lắm. Thơm lắm mọi người, giờ nó sâu rồi cái đầu mình coi nêm nếm vừa cái mình giò đá này mình bỏ vô. Đây, trong thời gian chờ đợi thì cắt rau thơm với cà chua, cà chua đậu bắp. Ăn với gì? Ăn với bún hả? Ăn với cơm. Nhớ thằng lấy cái hộp bún của trong ra. Thôi trục là ăn thêm vậy. Chị ơi, thì... lúc này thì nó chặt luôn, còn hết bà ngân luôn đó. Thì bà không chạy với nó là chi? Đừng nhắc tên người Phúc mà. Làm ở nhà mình làm gì nói lấy quán nên mình thấy ngon chứ mà mình ăn không bao giờ mình mà mạnh miệng mà ở nhà để ở nhà chính tay mình làm mỗi quán sao một hay ba sao một hai ba như này một hai ba ốc vô khỏi làm gì hết nè rau này mọi người thấy rau chưa. Mẹ nương cắt rau đây mày đâu? Nhà của anh nãy mày đâu? Tớ thì bào đi, bào thằng mắm đi. Bào làm mắm xả. Cái cay chị không? Cay đi. Ừ. Cay ăn tươi. Ớt thêm vào. Bỏ hết mình nướng.
Rồi đó giờ là chị không ăn con ếch này luôn hả chị Quyền? Không, chị không ăn ếch kia. Rồi có ếch kho, ếch này, ếch kia ăn không? Ăn mà ta chưa ăn không biết. Bây giờ chị ấy có gì ta chị kén ăn cái đó, chị ăn ếch ba chị đi sâu gì vậy? Bởi vậy, em hỏi vậy đó. Ở đó ba chị tầm ếch vậy nè, ếch xà rau má đó, trái hồi vừa nó ngon. Xưa đó, ngọt lắm á. Ngon, ngọt lắm. Nhưng mà trong da gì nè. Ờ. Sao ngay chưa? Xuất sắc em ơi. Cho thêm tí muối vào. Miếng muối nữa miếng. Ờ. Mà lem mà lem. Rồi. Bây giờ là khâu này là khâu quan trọng nè. Khâu này là mới ngon nha mọi người. Cái này là giang nha, em phải dò gì để em dò tan nát nè. Hả? Ở nhà em ăn nên làm tay nha cả nhà. Cái làm tay đi chứ mà cái này mà khều khều sao mà nó nát được. Mọi người xem video thấy hay thì để lại cho gia đình em một bình luận, một lượt like, một lượt chia sẻ nha cả nhà. Từ từ lát chăm thêm chưa. Ê, cái này rau lá giang này mình trộn mình. Ủa cái lá nó ăn được không luôn? Được. Ăn như rau thế kìa. Ai biết rồi đó giờ không ăn cái lá này. Ta nấu gà rồi cũng nó hả? Cái tép xả nó ngon lành cành đào luôn. Có nãy không có tép đâu rồi. Có tép mà chị chỉ em đụng mấy đâu đó. Hồi nãy dùng lắm đó. Hồi nãy trong cái hộp đó. Trong cái hộp đó không có nó đó. Em ơi, em là ai? Bây giờ dùng dục mẹ hết trơn rồi. Chưa. Chưa chưa hả? Chưa. Hả nó chưa ra nước chị. Bỏ lá chưa lẹ luôn. Nếu mà chưa chua nữa thì nhờ May Quyền ra tay chanh vào trái chanh vô chút luôn. Quá là có biết cái ngọt của con ếch hay là con cá gì nó ra làm sao. Có ớt là phải ăn với mắm xả nha. Đúng xả hơi ớt nha cả nhà. Một chút xíu mì nương sẽ mua xả thêm. Bỏ vô ăn mới đậm đà hương vị đậu. Ngất ngay. Hai người là hai hai là bếp chính đâu. Chị nghe chưa hả? Chưa đâu, xíu thôi nó là sao. Lát nữa kìa. Còn nè. Bà không ăn thịt người ta ăn ra, người ta ăn gì vừa sao bà nội đi. Chú ở nhà cúng xong rồi ăn hết thì mình sẽ phơi như vậy. Này bữa mấy nãy tám, ba nãy hả? Năm nãy được như đây nè cả nhà. Phơi chuối mình bỏ tủ mình ăn dần ăn trang mức vậy mọi người. Đúng rồi, ăn nó dịu dịu ngon lắm. Mai phơi nắng nữa. Rồi bây giờ đem vô mai phơi nắng nữa. Cái này mình bỏ tủ lạnh đó, mình ăn không, ăn chơi chơi cũng ngon á. Hôm Tết có phơi một mẻ rồi là mất hết rồi. Mấy nó mắm nó vừa.
bỏ cà ha, và bỏ luôn. Bỏ luôn, bỏ đi tắt bếp và chừng nào mình ăn nó sôi lên rồi. Cà đó. Rồi. Mình ăn bỏ vô cho nó đẹp. Mình ăn bỏ vô ha. Ừ. Xong được. Cà dưới này bao chín mà. Rồi, chín rồi đó, xong nha cả nhà. Tí nữa là ăn thôi. Rồi xin chào cả nhà nha. Bây giờ là lẩu ếch em nấu đã xong rồi. Bây giờ là em ăn như mọi người, mời mọi người ăn với em. Lẩu ếch với lẩu đồng nha. Nghe lại. Lẩu ếch nha. Mà cả nhà dùng lẩu ếch gia đình em nha. Lẩu ếch đồng. Để gì sao cắt không được. Đó nó sẽ thao ốc ra. Có thao ốc ra đi chút xíu đi, tính tới nó. Ừ. Để gì đi. Để gì sao chị ăn? Cái ghế để đó đi, trụng rau vô được rồi. Rồi, ok. Ếch bỏ vô, ếch bỏ vô từ từ. Ếch mà mắm xả nữa nè mọi người. Thơm hết nghe luôn. Có ly rượu thuốc ai vậy anh Đông? Ừ. Nhắm miếng á. Bây giờ ăn rồi nha. Nè, 8 ăn 4 nè. Ăn ăn. Anh đi vô tắm rửa ăn cơm đi anh. Anh ơi. Đang mấy ông làm chứ ai làm đâu la. Anh nói em vậy. Chính nó xuống cái bao cát mà nên muốn hỏng nổi. Đây quê hương bánh. Anh lớn anh làm chứ ai. Em nhà này làm cho anh biết luôn. Dạ, nhìn cái nè. Thôi ăn đi. Rồi còn nhiều lắm anh thôi rồi, nhiều lắm. Mời mọi người dùng cái đùi nha mọi người. Mọi ăn đơn sơ cái đùi đi. Mà đông giờ cho đều đóng vàng gái á không ờm. Cái gì vậy? Tại sao? Tự nhiên em tưởng là anh đang ăn, anh đưa cái dĩa em hết rồi. Đó nó sao rồi. Cũng ngon. Nay bữa nay chị thấy. Sao chị ăn được kìa. Được lắm đâu hết. Trời ơi. Nó dài ghê không? Ăn tạm tạm đi, ổng tắm xong ra ổng ăn liền. Ngồi kia nữa. Ngồi đúng rồi, má. Má ăn ngon rồi, đừng rớt. Chết nhỉ. Tại vì sáng giờ đó. Ngon lắm cả nhà ơi, ngon lắm, xuất sắc luôn. Mình chịu bỏ chút thời gian ra mình nấu món ăn là ngon hơn ngoài tiệm nữa. Ở coi, ngoài tiệm có cửa là bà. Ăn ăn chứ không có mạnh miệng, không có miệng thì mạnh miệng, có sao nói vậy nha mọi người. Cũng như là có khách thì dắt quá dẫn ra đó ăn cho vui vẻ. Ăn ở nhà vẫn ngon hơn, tại vì ăn ở nhà thoải mái hơn, nhiều đồ ăn hơn. Không phải luôn. Mà tiệm nó ăn nó có mấy con. Ăn đã vậy. Lấy ăn còn nhiều qua nhường lại, không dám ăn. Trong dây mắc cỡ á. Tại đây nha không? Đừng ai nhường ai hết trơn như không. Một ha. Không, cái cà này là cà chua thiệt á. Chúng là cà chua đó. Là sao? Cái chua á. À, chúng là cà chua. Còn nghe không chua là cà giả. Cái chanh chua mà nấu với vàng. Nó vàng nó chua nằm đầm. Đúng rồi, đúng rồi, chua nằm đầm. Ở nhà cũng vậy, có hai cho mỗi hai nắm vô nấu vậy. Đúng không? Không được rồi. Nghe quá ăn phầu quá xíu mà. Cái nắm vô nấu rồi. Nghe hả?
chứ phải đi mua hả? Ok, mẹ ơi. Nó trồng cái cây đó là sao? Dây. Nó là dây mà. Dây số địch vậy hả? Vậy ha. Đây chị đi không biết. Cái đường mình đi ra nè. Cái hàng rào 40 đó, bên năm chuối đó, bên đó cũng có đám đó. Ngày dạo 15 giờ cũng có bên tôi. Nghe cho cái bóng đèn luôn á. Ở ngoài đầu ngõ đi vô ngay. Không phải. Có lá mơ luôn rồi, cái đó lá mơ luôn. Hả hả, mẹ. Tôi tưởng là nó có cái cây. Có cái dây leo. Ai biết lá vàng hay gì. Nó bán ngoài chợ rồi, không biết à. Ngoài chợ nó lá nó già càng lấy đó. Nãy ngon á. Cái này nãy ngon á, sắc luôn á. Nó xèo. Có ngoài chợ nó làm cuồng luôn. Ừ. Ăn cắp mà có vô lựa. Ăn cắp mà còn non nữa chứ. Nó kéo à, lại nhắc đỡ luôn. Sao đơn sơ vậy mà, 2kg thôi. Không có nhiều đâu. Là bò đó luộc xong để lại. Nay sẽ có cái anh gì đó ăn. Quá. Cái này là sao, tổng cộng hết 600 ngàn không? Không. Là nó cười. Liếm 440. Đây nè con. Liếm vô. Đúng không? Rửa cây này nè. Vô rồi. Mấy ai chừa cho con gái tiếng Anh tô. Không có chừa luôn. Vốn là không ngon. Làm miếng đi. Chừa lên không có ngon. Là biết là chừa là không có ngon thế sao không? Nó nát tan đầy qua thì chơi. Ừ. Hai tạ. Ngoài chừa ăn qua là nó bò lắm. Bảo mới mình uống rồi. Mai nó mới về hả? Mai nó mới về. Hát đâu dữ vậy? Nó thấy... Ôi rối rồi để này tôi thường tiền ghê. Muốn quậy rồi. Ngon quá đi thôi. Ăn thôi. Này đừng như kia vậy là kia hả? Cũng làm đồng 63 hoài á. 70 ký cũng được. Nó xuống 61 cái bữa hay bữa rồi cũng 63. 1 lên 72 ký. Coi người dân mày cái đàn người bà Lan cả đó à, thiệt cái đó thiệt. Cái mình nói là cần vậy. Có cần cho mướn gì hơn. Ngày ba cần bà cũng giao. Sao được. Không có được đâu. Thấy mất là đi cân á, đang ở đây tự nhiên thấy mất bóng đầu biết là đi vô cân. Khỏi cân cũng vậy à, giờ cân rồi. Bây giờ con ngày ba cử nó cũng vậy thôi. Rau đưa cái gì? Sao nhút đi vậy ơi? Nó nhiều thêm rau. Hay là chưa ăn được. Mới ăn được có cộng rau thôi. Nhiều thịt không không? Đang ăn đặt trong. À, tôi cũng ráng ăn ngày mặn cho có sức khỏe. Thôi nãy giờ không gấp canh đi em ăn nè. Thôi khỏi. Cảm ơn nè. Không biết ăn. Được rồi, tôi gấp được rồi. Ăn có sức khỏe. Nhà em là trụ cột gia đình luôn rồi. Trụ cột gia đình hay là anh là cái cột đình? Con đi con. Má có. Mọc cái nó ớt đi. Ta lấy cái tay dịnh đây này nhai. Nó rộng á. Chè hai đét rồi. Hả? Bánh mì ngao thôi. Mệt hết. Mệt hả? Không mệt. Sao tự nhiên mấy ngày nay uống quá rồi. Ăn quá trời mà.
trời nắng nào đổ mồ hôi càng nhiều càng mất nước. Thì nó mất nước mình mới khô, mình muốn nước đó. Sáng bây giờ tôi hình như là tôi uống được 4 lít nước. Rồi sáng giờ em làm 2 ca trà đá bự rồi đó. Con nước rồi sáng nó lỏng bỏng cái bụng. Mà cái thứ nước ta mua cây ly bự á. Về ta kêu vô nó xá rồi bỏ lên. Có vịt kiếm rồi rồi cái mà thấp ra kìa. Ly cũng được. Ly cũng được đó. Cái ly em đọc được 2-3 lần. Nói nhìn tao ly gọn. Cái ly mình sách vô nguyên hàng ly bỏ đó. Nhưng mà cái bịch thì mình liện vô cho nó dễ. Cái bịch múc nước bỏ vô không cột. Ơ rồi còn múc nước bỏ vô, múc nước bỏ vô. Dọn qua bên cái khỏi nắp vậy đó. Dạ múc cái rồi bỏ vô xong rồi lát cái lon rồi. Bên mà cái ly bỏ vô bịch vậy đó. Không thấy nhiều người ta làm chai lít rưỡi hay gì không? Chắc là cho người ta đập, đập nhẹ luôn. Được lắm. Cái gì cũng được hết mà tạm hứng. Còn sao mới giờ? Em lấy cái chanh 10 lít em làm nữa. Có lần hết cắt cái chanh. Tối nay mày bò qua mày lấy mấy cái thùng phi của mấy người bán cà phê mà anh về mà làm cũng được. Cái quán mà đang biết bữa nào cà trương ha. Cái quán phở. Hả? Chứ phở thì phở gì? Phở gì? Phải lương phở Nam Trung. Ừ. Sao có chị lương chấm nữa? Nam Trung là gì? Quán lẩu dê Nam Trung ở đây nè. Đó, giờ vậy mở quán phở. Cái đàn bà ơi bà, con chúc cho bà được sống trong mùa hương chư Phật nha bà. Con chúc cho bà ao nước đục là ao nước trong. Đã gì em chưa hiểu gì được. Rồi gia đình em xin cũng xin khép lại video tại đây nha cả nhà. Mọi người ai xem video thấy hay thì để lại cho em bình luận, để lại cho em subscribe nha cả nhà. Rồi chào cả nhà nha. Hẹn qua video sau nha. Nhớ đăng ký kênh cho chúng em nha.